Đó, ok. Thôi coi một chút xíu thôi. Đây tuyết trắng xóa hết rồi. Chào luật sư. Chào Việt Rai. Bên đó có tuyết không, Việt Rai? Đó, này tuyết đầy rồi, thấy chưa? Mày vừa phải thôi, mày cứ quậy tao hoài rồi má thịt cày đâu mà thiệt, mày có ở đây rồi rồi bá cháy bò chét phải không? Ok, nó tao vô. Rồi hôm nay thì đọc được một cái về news tin tức của Việt Nam mình, nó có những cái điều đáng mừng. Nghe chút xíu nha, đây có những cái lợi thế mà cái Việt Nam mình đây, thời sự của về news phải không? Đúng rồi, về đúng là về news. Rất là hay, thấy có những cái mà mình cảm thấy là mình Bác tự quan hào. trọng, bài viết cho biết hai nước có điều kiện để hợp tác chặt chẽ hơn về kinh tế. Còn theo bình luận của tờ Varshava, trọng tâm của cuộc gặp giữa Thủ tướng Scholz và Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện doanh nghiệp Việt Nam là các dự án kinh tế. Berlin cũng rất quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và cung cấp lao động lành nghề của Việt Nam cho thị trường Đức. Tờ Die Welt thì nhận định chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức tới Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tốt. Hai bên đã ký kết 3 thỏa thuận hợp tác chung trong các lĩnh vực quốc phòng, lao động và giáo dục. Chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Việt Nam đánh dấu cấp độ mới trong quan hệ Việt Đức. Hai bên ký kết các thỏa thuận hợp tác chặt chẽ tới năm 2024 cho thấy Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng của Đức trong khu vực. Tại Đông Nam Á, Việt Nam không chỉ là một nhân tố giúp ổn định khu vực, mà còn bởi giữa Đức và Việt Nam có rất nhiều cơ hội để hợp tác cả về chính trị, kinh tế. Nhìn chung, dư luận Đức đều đánh giá cao chuyến thăm và cho rằng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đức-Việt trong thời gian tới. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện đến nay thì hợp tác giữa Việt Nam, New Zealand đã có nhiều bước tiến triển thực chất, hiệu quả ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong thương mại. Nói chung thì tình hình Việt Nam mình quan hệ đối tác với lại các nước Đức là New Zealand là nói chung là tùm lum, nói chung là Trung Quốc, rồi nói chung là tất cả. Thì mình thấy một rõ ràng một cái điều này là Việt Nam hiện giờ được các đối tác, nói chung là các quốc gia trên thế giới đều coi trọng. À, vì chỗ đó ra mình rất là mừng. Cái điểm thứ nhất, điểm thứ hai là ở đây thì có những phần tử coi như là nó chống cộng cực đoan, lúc nào nó cũng trù dập Việt Nam mình, nhưng mà khi mà họ càng trù dập thì Việt Nam lại càng vươn lên. Và ngay hiện tại bây giờ thì các con cũng biết rồi đó, các nguyên thủ quốc gia đã tới Việt Nam mình tới tấp. Ta cũng buồn cười, ta mới nói ồ mà nhà bao việc mà cứ tới hoài mệt quá. Nhà bao việc à, thì mình thấy tôi buồn cười, có đứa nào lên chơi không, có nghĩa là Hạo Nam Trung lên bình luận cái vụ này coi coi thì cũng vui vui. Nó thực chất thì mình mới thấy là cái điều này là mình thấy rất là vui và rất là khoái, nghe rất là khoái. Nói bị khoan nói với mình trước, bữa nay mình hình như là không hợp từ ngày về Việt Nam 6 tháng vừa rồi, tự nhiên về đây không hợp vì sao mặt mày nó không còn đổi da thắm thịt nữa. À, đổi da thấm thịt được mà lại bong tróc tùm lum tùm ra, tay chân nó lột da ra, mặt mày thì sưng vá tấy lên, thì chắc lại không hợp nữa, lại đi kiếm đường, lại mua vé máy bay chạy về thôi. À, ăn ăn xong rồi lên chơi thú vui thôi. Thì buồn quá, bên này buồn quá, bữa nay ngày đầu tiên nó đổ tuyết mà nó thê thảm lắm, đã lạnh mà còn dồn thấy nó sao, nó tuyết nó xuống thì nó buồn lắm, nó chứ nó không có phải trời là mất cả tất cả mọi người. Chào lại mọi người, ok. Thì
Đó, bên này là vậy đó, mấy người lớn tuổi, mấy người già như vậy đó, thì tức là họ ở trong một cái môi trường rất ư là lúc nào cũng cũng buồn. Buồn ở đây có nghĩa là cô đơn á, chứ không phải là buồn gì, không có người nói chuyện, rồi không có nói chung thì sợ thôi. Nhưng mà tại vì Tùng Lê hả, Tùng Lê à, bữa nay Tùng Lê vô đây chơi nữa hả. Nói chung thì sợ thì cũng sợ, ở đây cũng có vấn đề lo âu. Nó thẳng là những người mà không phải là dân Mỹ trắng thì hầu như là họ cũng có một cái sự gọi là e dè chừng mực. Ra đường thì phải có trước có sau, rồi phải coi chỗ nào mà nên đi, chỗ nào không nên đi, chỗ nào cảm thấy là bất ổn thì né, không được tự do. Giống như kiểu như là ta đây là chính gốc rồi, bởi vì mình ở đất nước này mình phải hiểu một cái điều này là da trắng thượng đẳng mà. Cái điều đó ở trên xảy ra ở nước Mỹ là ai cũng biết mà. Thành ra vì mình chỉ nói một câu là không thì sống, bóng thì chết. Đừng có dạy, đừng có tự cho mình là người dân Mỹ, đừng 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 nghĩ vậy, đừng có làm to. Bây giờ cái đầu của mày dùm cái đầu đen với lại cái gương mặt cái da vàng ấy, nó khác hoàn toàn. Đừng có tưởng bở, đừng có tưởng bở. Dù muốn dù không mình cũng là một người nhập cư, nó thẳng là như vậy. Thì nên phải biết phận, biết thân mình đang ứng ở một cái vị trí nào trên đất nước xa lạ, không kể riêng Mỹ, bất cứ đất nước nào trên thế giới đều như vậy cả. Bởi vì mình là người không phải là chủng tộc của họ, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Và nên tránh ra những cái điều phiền toái, đừng có làm thấy người ta rồi muốn lộn hay là hoặc là những cái gì xào xáo nhảy vô là có ngày ăn đạn à, thế thôi. Và ăn đạn không thương tiếc, bởi vì chẳng phải là cái đất nước của mình, đó là như vậy đó. Việc right, đúng rồi, làm sao mà thoải mái được ở đất nước mình, là ngồi vỉa hè rồi ngồi tán dóc rồi mẹ tới 1-2 giờ đêm rồi còn chưa chịu về nữa, còn đi lưng tưng đi dạo phố phường ngắm cảnh ngắm hoa đăng này kia, ở đâu phải giống như đất nước của mình, nó hẳn là như vậy. Dù muốn hay dù không, ở càng lâu chừng nào thì càng phát chán, thì bởi vì khi càng lâu rồi mình biết là mình mới thấy ra một cái điều như vậy. Ở càng lâu, bất cứ ở đất nước nào vậy, khi ở càng lâu như này thì cái sự cô đơn của nó là càng lớn, là dần lớn dần lớn dần. Nhiều khi mình thắc mắc, mình hỏi ủa tại sao giờ chúng ta không có bạn bè, chúng ta tại sao không có ngồi nhậu với anh em, không uống cà phê, không gọi, nó có những cái mà nó thiếu thốn tất cả, mà nó coi như cuộc đời mình nó thiếu mẹ phân nửa rồi đó. Bởi vì cuộc đời mà không vui là không không sống thọ được, nó thẳng lại vậy. Đúng rồi, tao ở Việt Nam cũng được thôi. Tại đầu tiên thì mình nghĩ cái điều đó nó cũng có cái sự trói buộc là vậy. Khi chúng ta đã qua đây lâu năm thì chúng ta bị mọc rễ đây là cái gì? Là con cái chúng ta lớn lên, chúng ta nó dựng vợ gả chồng rồi sanh con đẻ cháu. Dù muốn hay không mình cũng đâu có bỏ đứa ruột mình được, cái đó là chuyện bất đắc dĩ. Và sau khi nó mọc rễ ra rồi thì nó còn có dây ma rễ má nữa, 3-4 đứa con, 3-4 cặp vợ chồng, rồi cháu ngoại cháu nội rồi tùm lum tà ra. Nó có cái sự, nếu ta độc thân một mình ta đi qua đây ta kiếm tiền xong ta về Việt Nam, cái chuyện chuyện khỏi bàn, rất là không bàn. Nhưng ở đây mình phải hiểu rằng ở đây nó có cái chuyện dính líu tới gia đình à, con cái rồi cháu chắc rồi kia, nó có một cái sự dây liên hệ mình không thể rằng mình không thể bứt bỏ được. Thì tao về bây giờ thì tao thảnh thơi rồi. Ê, chào Phong lên chơi mày. Thì có thể là ở đây 1 năm, hoặc là ở Việt Nam 1 năm 2 năm rồi về Mỹ bình thường, tao đâu có ai cấm cản tao được. Cái chuyện đó tao tự do mà, tao muốn ở đâu tao ở mà. Thí dụ tao về đi ở Việt Nam 6 tháng 7 tháng 8 tháng năm tao trở qua tao thăm cháu cho đã, xong tao chạy đi về, tao nghỉ hưu rồi, tao không có gì bắt buộc tao được cả. Cái đó là cái quyền tự do cá nhân của tao, cái chuyện tao cũng nói hoài thôi. Cái đó là cái sự tụi bay, nhiều khi tụi bay biếm nhẹ, tụi bay chợt quê nhà, tụi bay lầm chết rồi. Tất cả mọi người ở qua bên xứ người, cái điều đầu tiên là họ lo cho bản thân, đó là vấn đề kinh tế. Có nghĩa là họ đi qua để về vì cái chỗ mà sinh kế thôi, thẳng là vậy. Biết bao nhiêu điều trở ngại trước mắt. Thứ nhất tao đã nói rất từ lâu rồi, thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai là phong tục tập quán, thứ ba là thực phẩm, nói chung nhiều điều phải nói ra. Thế thôi, không có cái gì cả. Và tất cả mọi người dân
theo ta nghĩ, nếu người dân theo ta nghĩ, ta không có chủ quan, nhưng mà tôi nói khẳng này, tất cả mọi người dân Việt Nam ở sống sắp năm châu bốn bể đều nhớ tới quê hương, đều nhớ tới phong tục tập quán, đều nhớ tới mồ mả ông bà, đều nhớ tới quê hương và mảnh đất những sinh ra mình lớn lên. Còn những cái đứa mà đẻ mà ở bên Mỹ thì thôi khỏi bàn, bởi vì nó đâu có nguồn, nó đâu có biết gì đâu Việt Nam mà nói. Rồi thứ nhất nha, thì xoay đi xoay lại thì những lúc gần đây thấy Việt Nam mình đã tiến lên mà tiến xa, tiến vượt bậc và tiến xa theo cái kiểu của tất cả những cái đối tác làm ăn của Việt Nam mình, đó là những cường quốc nha, những cường quốc của quốc gia khác họ đã chúc mừng và tới tham quan, tới thăm, họp bàn rồi ký kết hợp đồng, mình thấy mình vui rồi. Cái đó là một cái bước tiến rất là quan trọng mà ngay Việt Nam bây giờ mình cảm thấy mình vui. Bao nhiêu năm chúng ta cố gắng thì bây giờ đã được thành quả rồi, mình không có chấp về ba cái chuyện mà lôm cơm lắc cắt, ba cái chuyện nhỏ mình không có bàn tới cái chuyện xăng gạo mà đường xá bệt, ba cái thằng tiếp riêu nít ranh tao không có thích. Núp lùm cái gì, mày hết chiến tranh rồi còn núp cái gì nữa, núp mày tắt đèn tao cũng bắt, tại mày tắt đèn tao cũng thấy mày khổ. Ok thì có cái nào lên chơi với bác thì lên chơi nói chuyện thôi. Chà, mấy bữa nay thì hôm qua không biết sao mà nó bị nhức đầu suốt, chắc là bị lên máu quá, chắc bị tăng xong hay sao á. Ở bên này mình đi mình không có hoạt động, cứ ở nhà riết, đi ra ngoài mùa đông thì tuyết lạnh lẽo, thành ra là biến đi mà chẳng biết đi đâu. Nó hẳn là bên này không biết đi đâu, muốn biết mình muốn đi chơi cũng không biết đi đâu để mình chơi, đi đâu ở đây giờ, trời ngoài thì lạnh lẽo, tuyết đổ thì đầy, đi thì đường xá trơn trượt dơ dái, từ trường hợp bất đắc dĩ đi làm là phải đi thôi, ngoài ra đi làm không biết đi đâu chơi, đâu có kiểu như Việt Nam mà xách xe chạy vòng vòng ở thành phố đi đi hóng mát, mà bởi vậy nó kẹt xe là cái chỗ đó. Ừ. Cái lý do kẹt xe là tại chúng ta đi hóng mát rồi, ở Mỹ là làm gì có chuyện đi hóng mát đó, mà coi, coi đi hóng mát cái gì, ở đây nó mát chết lạnh thấy mẹ mà hóng gì nữa hóng. À, ok thì có anh nào lên chơi thì lên. Ừ. Nói ba điều bốn chuyện thôi, cũng lâu rồi, cách đây cũng cả tuần lễ là ta cũng không có lên live, bởi vì cũng không có vấn đề gì lên live, mà bữa nay thì lên live cho vui chơi thôi. Rồi được cái tin tức của Việt Nam mình hiện giờ đang ký kết với lại tất cả các nước ở trên thế giới, như cộng hòa New Zealand, Đức, rồi nói chung là nhiều đất nước nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam mình, thế thì rất là vui, lẽ là vui rồi.